Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một chiếc màn hình gaming với một kích thước lớn này, bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một cái lựa chọn gaming để có được một cái màn hình cong này, bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm màn hình gaming có mức giá rẻ và đặc biệt là có tần số quét cao, tần là 144Hz hoặc 165Hz chẳng hạn. Nhưng mà nếu như tất cả những yếu tố đó mà đến từ những thương hiệu nổi tiếng như kiểu Acer, MFI, bla bla thì mình thấy mức giá của nó sẽ rất là đắt đỏ, đâu đó tầm là 7-8 triệu cho cái phiên bản rẻ nhất. Và nếu như những phiên bản cao cấp như kiểu Acer ROG mới màn hình mà gaming đến từ Acer ấy, thì mình thấy mức giá của nó còn phải lên đến là 12 thậm chí là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một cái sản phẩm màn hình gaming với tất cả những yếu tố mình nói trên: 32 inch, độ cong 1800R, tần số quét 165Hz. Tuy nhiên, mức giá của nó chỉ có 4 triệu mà thôi. Và thậm chí là trong đợt sale ngày 11 tháng 11 này thì chiếc màn hình ASRock đang có sau lưng mình ở đây nó còn được giảm giá sâu hơn nữa các bạn ạ. Thì chi tiết mình sẽ để đường link ở phần mô tả video để đến với hệ thống của Smart New nhá. Cũng như là mình sẽ để luôn đường link của Shopee ở ngay phần mô tả video để anh em có thể click vào và săn sale một cách nhanh nhất. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá về chiếc màn hình này thôi. Rồi, và trước khi mà đi đánh giá sâu hơn về chiếc màn hình ASRock này thì mình sẽ tiến hành đánh giá về phần thiết kế của em nó để xem là với chiếc màn hình ASRock này thực sự nó có phải là một chiếc màn hình gaming hay không nhé. Cá nhân mình thì mình rất thích những chiếc màn hình gaming có thiết kế hầm hố, như vậy nó mới toát ra một cái kiểu tính chất gaming ấy, chứ nếu như nó là bình thường quá thì cũng không có quá xịn sò. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá thiết kế của chiếc màn hình này. Thì ở ngay mặt trước các bạn sẽ có ở đây là một kích thước màn hình lên đến là 32 inch. Thì mình thấy với kích thước màn hình là 32 inch thì cái việc chơi game, giải trí hay xem phim của chúng ta thì nó quá thoải mái luôn. Và với cái màn hình phía trước của cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó sẽ được trang bị cho mình cái tấm nền có thể là TFT, tại vì nhà sản xuất thì họ không công bố là nó dùng tấm nền gì. Nhưng mình nghĩ rằng trong tầm giá này thì chúng ta sẽ không thể nào kiếm được tấm nền IPS LCD các bạn ạ. Còn tấm nền VA thì mình thấy là nó sẽ có được một cái góc nhìn rất là kém. Thế nên mình nghĩ rằng đây là cái tấm nền TFT. Và với cái màn hình này thì nó sẽ có độ phân giải, đó chính là Full HD. Nói chung thì 32 inch với độ phân giải Full HD thì mình thấy nó chưa được xịn sò cho lắm. 32 inch thì ít nhất cũng phải đi với độ phân giải đó chính là 2K thì mình thấy nó sẽ ngon lành hơn và nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu đó chính là gaming và hiển thị một cách tốt hơn. Tuy nhiên, với mức giá rẻ như vậy thì chắc chắn là mình thấy độ phân giải Full HD nó cũng ở cái mức là chấp nhận được rồi. Chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi quá cao được ở một cái màn hình chỉ có mức giá loanh quanh tầm là 4 triệu đồng. Và đặc biệt là khi lên những độ phân giải cao hơn như kiểu là 2K hoặc là 4K thì yêu cầu máy tính của bạn cũng phải có một cấu hình tương đồng. Ví dụ như là lên 2K thì tệ nhất bạn phải có cho mình con card màn hình là GTX 1070, hoặc là 4K thì phải chơi dòng RTX 2070 hoặc là 2060 hoặc 2080 chẳng hạn. Chứ nếu như chúng ta muốn có một cái màn hình vừa 2K, 4K tần số quét cao nhưng mà bạn đang dùng cho mình con card chỉ là 1060, 1050 thì mình thấy là nó không thể nào đáp ứng được và chúng ta sẽ không thể nào trải nghiệm được một cái màn hình tần số quét cao một cách ngon nhất. Đó, màn hình này thì mình đã có kiểm tra qua phần mềm U4 test rồi thì nó có thể lên được ở cái mức là 165fps một cách ngon lành các bạn ạ. Và đặc biệt là trong phần cài đặt của chiếc màn hình này thì chúng ta có thể setting được cái mức FPS mà các bạn muốn luôn. Ví dụ như là tối đa thì ở đây nó có thể là cài đặt được lên đến là 160Hz. Tuy nhiên anh em có thể tùy chỉnh xuống 144, 120, 60, 50 chẳng hạn. Và cá nhân mình thì mình khuyên các bạn là chúng ta cứ bật 165Hz để trải nghiệm được cái độ mượt của nó một cách sướng nhất. Ok, nói đến phần khả năng hiển thị thì mình thấy là với chiếc màn hình ASRock này thì mình thấy khả năng hiển thị của nó rất là tốt. Nó dùng cho mình tấm nền TFT như mình đã nói, nhưng khả năng hiển thị của nó thì không hề thua kém bất kỳ một đối thủ nào trong tầm giá này. Chẳng qua nếu có thua kém thì chỉ có thua kém đàn anh đàn chị của nó là con ASRock 27 inch độ phân giải 2K vì nó nét hơn thôi. Xét về khả năng tái tạo màu sắc thì mình thấy màn hình này màu sắc của nó quá ổn luôn, nó khá là trung hòa và không hề rực rỡ quá. Nếu như bạn làm đồ họa kiểu edit video thì edit thoải mái luôn. Tại vì mình đã đưa cái màn hình này cho thằng editor của mình edit trong vòng gần một tuần nay thì nó rất là hài lòng khi mà chuyển từ cái màn hình ASRock 27 2K lên ASRock 32 Full HD. Nhìn chung là màu sắc các thứ nó rất là ổn và bạn có thể xem lại cái video tầm một tuần này đổ lại trên kênh FA Channel của mình thì bạn có thể thấy được cái màu sắc các thứ của nó nhá. Nói chung là về màu sắc thì mình thấy chiếc màn hình này xem phim ok. Rồi là chúng ta phục vụ cho cái việc edit video nhẹ nhàng, không cần độ chính xác màu sắc quá cao
ổn áp luôn. Và nếu bạn chơi game thì cái màn hình này nó vẫn cho chúng ta một cái trải nghiệm gaming rất là tốt, màu sắc hiển thị ngon, tần số quét cao. Rồi và như vậy thì mình đã đánh giá về chất lượng hiển thị rồi, bây giờ thì mình sẽ nói luôn về cái phần viền màn hình đi. Thực sự thì mình rất thích những cái dòng màn hình mà có dạng full viền, không mình không thích mấy dạng mà có cái phần G lên nhìn khá là cá sấu. Thì con này đúng cái thứ mình thích luôn, là cái viền của nó rất là mỏng các bạn ạ, và nó là một dạng màn hình full viền. Tuy là nó vẫn có một cái dạng viền đen khá là dày ở đây, tầm là 0,7 cm, tuy nhiên nó ở cái mức chấp nhận được. Và nhìn vào thiết kế tổng thể cái màn hình phía trước nhìn nó rất là đẹp. Ở ngay bên dưới thì nó vẫn có một cái phần dày lên ở đây, thì đương nhiên rồi, màn hình nào cũng thế thôi, bất kể cả màn hình Dell hay là những màn hình như kiểu Acer Pro Art thì ở ngay bên dưới chúng ta vẫn có một cái phần khung bản lề khá là dày. Và ở đây các bạn sẽ có cho mình vị trí của nó, là chính là ASTAT, là logo thương hiệu của cái sản phẩm này. Và nói về cái phần thiết kế mặt sau thì mình thấy là với chiếc màn hình này, thiết kế mặt sau của nó thì cũng ở cái mức là ổn áp thôi. Ngay mặt sau thì các bạn sẽ có thấy rằng là chúng ta sẽ có hai mảng riêng biệt, ở phía trên là cái phần banner và phía dưới chính là cái phần bản mạch linh kiện ba la ba la. Thì ở phía trên thì mình thấy nó tương đối mỏng, và độ mỏng của nó thì chỉ tương đồng với chiếc iPhone 12 mình đã có ở đây, thậm chí là iPhone 12 nó còn dày hơn tương đối so với độ mỏng phần trên của cái màn hình này. Và ở phần dưới thì cái bo mạch của nó, thế nên là nó sẽ hơi dày và nó sẽ hơi bị nhô lên ở phần mặt sau. Tuy nhiên thì mình thấy là cái độ nhô lên này thì nó không ảnh hưởng, tại vì khi mà chúng ta dùng thì chúng ta đã quay cái phần nắp này ra phía sau rồi. Và ở ngay nắp phía sau thì nó sẽ có những họa tiết để tạo nên cái tính chất gaming. Tuy nhiên thì mình thấy cái gaming của cái sản phẩm này thì nó không có toát lên một cái vẻ gì đó quá hầm hố, nó chỉ là một vài cái chi tiết kẻ sọc thôi, chứ không hề có đèn LED hay là LCD gì hết nhá. Rồi, ở ngay bên trên các bạn sẽ có ở đây là một cái khe để khả năng thoát nhiệt tốt hơn này. Các bạn sẽ có cho mình cái phần khung chân ở đây này. Thì mình thấy cái phần khung chân này, cách kết nối của nó thì khá là mỏng manh các bạn ạ, và nhìn nó không được chắc chắn cho lắm. Ở ngay bên cạnh phải các bạn sẽ có ở đây là hàng loạt phím điều khiển lên xuống, bật menu cũng như là chỉnh nguồn. Và quay trở lại ở phần trung tâm thì các bạn sẽ có ở đây là bốn vị trí con ốc 1/4 inch, để nếu như bạn muốn cố định nó vào tường hoặc là những cái kệ hoặc là những cái kẹp nào đó thì chúng ta vẫn có thể dùng một cách ngon lành. Và với cái phần bản lề này thì mình thấy rằng là nó không được đa dụng cho lắm các bạn ạ, nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là gập lên và gập xuống ở một cái góc tầm 30 độ thôi. Thì như vậy với một số bạn mà chơi game một góc cố định thì ok, còn nếu như chúng ta muốn xoay ngang xoay dọc rồi ngồi nhiều tư thế thì mình thấy chiếc màn hình này nó sẽ không thể nào làm được. Tuy nhiên thì đây là một chiếc màn hình gaming, thế nên là góc như này thì mình thấy cũng rất là ổn áp rồi. Và đến với phần cổng kết nối thì với chiếc màn hình này thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta khá là nhiều các cổng kết nối khác nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ có cổng HDMI này. Mình khuyên các bạn là chúng ta không nên sử dụng cổng HDMI 1.0, tại vì như vậy thì nó sẽ không dùng được cái tần số quét màn hình cao đó. Và nhà sản xuất thì họ đã tặng kèm cho chúng ta một cái dây DisplayPort rồi, thì các bạn chỉ việc cắm vào là được. Và ở đây các bạn sẽ còn có cho mình là một cái jack cắm tai nghe 3.5. Thì với cái jack cắm tai nghe này thì cái chức năng của nó đó chính là nhà sản xuất sẽ giúp chúng ta có thêm một cái phần jack chuyển để giúp chúng ta có thể cắm tai nghe trực tiếp dưới màn hình, hoặc là cắm những cái mẫu loa di động chẳng hạn. Và các bạn sẽ có ở đây là vị trí cắm nguồn là 12V. Cái củ nguồn của nó thì là củ nguồn rời nhá, nó sẽ giống dạng so với LG đó, chúng ta cũng có thể mua được nếu như làm hư hỏng. Có một cái điểm mà mình cũng muốn chia sẻ luôn cho bạn về chiếc màn hình này là nó sẽ không được trang bị hệ thống loa ở trên cái màn hình này, mà đây chỉ là một chiếc màn hình dạng màn hình công mà thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là với những bạn mà đã quan tâm đến khả năng gaming rồi thì gần như là các bạn đã có và đã sắm cho mình một chiếc tai nghe. Và nếu bạn nào chưa sắm hoặc là chưa có tai nghe thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên mua một chiếc tai nghe để có được cái trải nghiệm gaming một cách ngon lành hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và chúng ta sẽ tiếp tục review về cái sản phẩm màn hình này. Cái thứ tiếp theo mình chia sẻ trên cái màn hình ASTAT 32 này đó chính là cái phần chân đế của nó. Màn hình thì rất là lớn, rất là to, 32 inch, độ phân giải Full HD, màn hình cong. Tuy nhiên thì cái chân đế này thì mình thấy nó không được chắc chắn lắm với trọng lượng và kích thước của chiếc màn hình 32 inch. Các bạn thấy không? Ở đây thì mình đang rung nhẹ cái thôi thì cái màn hình này nó đã rung hết cả lên rồi và mình thấy rằng nó không được chắc chắn cho lắm. Thế nên là khi các bạn mua chiếc màn hình về thì có thể bỏ thêm tầm 300-400 nghìn, các bạn mua cho mình cái chân đế bắn vào tường hoặc chân đế kẹp bàn thì nó sẽ ok hơn, và nó sẽ giúp cho cái không gian giải trí hoặc không gian chơi game của chúng ta trở nên tốt hơn. Rồi, lúc nãy mình đã nói là đây là một chiếc màn hình cong thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn lại về cái độ cong của nó. Thì trên thế giới chúng ta sẽ có rất là nhiều các loại màn hình cong khác nhau, từ 1500R, 3200R. Thì chiếc màn hình này nó sẽ nằm ở cái mức là 1800R nhé. Nói chung là một cái độ cong vừa phải, không quá cong,
Thế nên là khi mà chúng ta trải nghiệm game, và đặc biệt là khi bạn ngồi ở một cái vị trí game thủ là vị trí trước mặt của cái màn hình này, thì mình thấy trải nghiệm của nó trên cái màn hình này nó rất tốt. Các bạn chỉ việc ngồi cách xa tầm 80cm thôi thì bạn đã có thể nhìn được full cái màn hình này rồi, và chúng ta sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để liếc qua liếc lại giống như những cái màn hình có độ cong cao hơn như kiểu là 3200R chẳng hạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần là trải nghiệm gaming của nó. Thì mình thấy là với những chiếc màn hình cong, đặc biệt là với những chiếc màn hình tần số quét cao, thì nó sẽ luôn có được một trải nghiệm gaming tốt hơn là so với những chiếc màn hình có tần số quét 60Hz thông thường. Mình sẽ lấy một số ví dụ như là 60Hz khi mà chúng ta chơi ấy, thì chúng ta sẽ có hiện tượng là bị bóng mờ hoặc là bị xé hình với một số pha quay nhanh, hoặc là một số pha mà khi chúng ta chơi bắn súng FPS thì các bạn sẽ biết đó. Thì với một cái tần số các màn hình cao hơn như kiểu 75, 90, 100 hay là 120, 144, 165 thì mình thấy là nó sẽ giúp chúng ta có thể thu được nhiều hình ảnh hơn trong cùng một thời gian. Như vậy thì các bạn có thể xác định được hướng địch trước này, không có bị hiện tượng xé hình này. Và đặc biệt là với tần số quét 165Hz thì cái việc trải nghiệm chơi game này, lướt web này và giải trí của mình thì mình thấy quá tuyệt vời trên cái màn hình này. Mình thấy là lướt Facebook và trải nghiệm trên cái màn hình này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với lại cái màn hình 60Hz thông thường. Ok, nhưng mà có một cái lưu ý cho các bạn là để trải nghiệm hết được cái tần số quét màn hình 165Hz này thì yêu cầu cái cấu hình của máy các bạn phải mạnh mạnh một tí nhé. Ví dụ như là các bạn chơi LOL thì ít nhất cũng cần cho mình phải con card là GTX 1050 hoặc là GTX 1050 Ti trở lên thì mới có thể trải nghiệm được những tần số quét màn hình cao. Đó là cá nhân mình thôi, nếu bạn setting ở mức cao thì chắc chắn chúng ta phải cần một cái cấu hình đồ họa mạnh. Hoặc là bạn muốn chơi những tựa game như kiểu CSGO ở mức FPS cao thì bắt buộc các bạn cũng phải nâng lên con chip là GTX 1060 hoặc là những con chip đời cao hơn nữa để có thể là giúp chiếc máy này có thể chơi được ở mức FPS cao. Chứ nếu như bạn dùng cái màn hình này tần số quét cao như vậy với một cái cấu hình chỉ là card on board thôi thì có thể là nó chỉ chơi được cái mức tầm là 60-40 thì cũng không tận dụng được hết các bạn ạ. Rồi, còn một cái điểm cộng trên cái màn hình này mình cũng muốn chia sẻ đến cho các bạn nữa, đó chính là chiếc màn hình này thì nó sẽ dùng cho mình công nghệ AMD Tri-Sync. Thế nên là một số bạn đang dùng các AMD như kiểu RX 570, RX 580, RX 590 khi mà dùng với lại cái màn hình này thì có thể tận dụng được công nghệ AMD Tri-Sync, khiến cho cái trải nghiệm chơi game của chúng ta trở nên tốt hơn và FPS của nó cũng mượt hơn và không gặp tình trạng xé hình hoặc một số hiện tượng khó chịu mà khi mà chơi game. Thì mình thấy đây cũng là một công nghệ rất đáng tiền chỉ với giá tiền tầm 4 triệu các bạn bỏ ra. Rồi, và đó chính là tất cả những gì mà mình chia sẻ về chiếc màn hình ASUS 32 inch có độ phân giải Full HD cùng với tần số quét màn hình 165Hz. Thì mình thấy đây là một chiếc màn hình ngon, có kích thước lớn để xem phim, giải trí, chơi game đều rất là ok. Rồi, và hơn nữa thì nó sẽ còn có cho mình cái độ cong, đó chính là 1800R. Thì mình thấy đây là một cái độ cong hợp lý và nó sẽ khiến cho chúng ta có những trải nghiệm chơi game, xem phim một cách ngon lành hơn. Và hơn nữa thì nó sẽ còn có tần số quét màn hình, đó chính là 165Hz. Thì nó sẽ khiến cho tất cả những trải nghiệm chơi game sử dụng này trở nên mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều lần so với những cái màn hình 60Hz thông thường. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc màn hình này? Và liệu có mức giá loanh quanh tầm là 4 triệu các bạn có mua chiếc màn hình này không? Thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!